không có ý tưởng để bắt đầu với việc mà chúng ta xây dựng ra một cái mạng xã hội ở trên Facebook, YouTube và TikTok, và làm thế nào để chúng ta có được hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower ở trên những cái mạng xã hội đó, và chúng ta xây dựng được cho mình một cái thương hiệu cá nhân ở trên đó. Và cái điều này ấy, nó không phải đến chỉ một mình bạn, và rất là nhiều người khi mà liên hệ với Linh là em không biết bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào. Và đây cũng là chính là vấn đề của Linh ngày xưa. Linh cũng phải mắc phải trường hợp đó, cho đến khi mà Linh phải ngồi lại để nghiên cứu làm thế nào để chúng ta bắt đầu. Và Linh đã đúc rút ra được một cái công thức và đã chia sẻ điều này cho rất là nhiều người, và họ đã thay đổi về cái kết quả khi mà mình xây dựng thương hiệu cá nhân. Và rất là nhiều học viên của Linh đã xây dựng ra được những cái kênh có hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Kênh của Linh hiện tại đã hơn 3,8 triệu lượt follower và hơn 90% số lượng video đạt hàng triệu lượt xem. Và gần đây nhất đó là Linh xây cái kênh của vợ Linh là chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đã đạt 2,9 triệu lượt follower và hơn 99% số lượng video trên 1 triệu lượt xem. Và cái bí mật đó là gì? Cái công thức đó là gì? Chúng ta hãy click vào cái đường link bên dưới để chúng ta đăng ký tham dự chương trình thử thách kiến tạo ra những kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và ngay kể cả khi chúng ta chưa biết cách làm kịch bản, chúng ta chưa bao giờ làm video, thì chương trình này sẽ giúp chúng ta giải quyết được cái điều đó. Và để chúng ta đăng ký tham dự chương trình này, hãy mời Linh một bữa ăn trưa. Linh sẽ tặng lại chúng ta 5 ngày học đó để chúng ta sở hữu được cái công thức, những cái bí mật để tạo ra kịch bản hàng triệu lượt xem, hàng triệu lượt follower. Và cái chương trình này là Linh làm online nên số lượng tối đa chỉ có 1.000 người. Vì vậy chúng ta cần phải click vào đường link đăng ký, chúng ta chuyển khoản ngay, chúng ta tham dự ngay để chúng ta sở hữu cái tấm vé đặc biệt này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở chương trình này để chúng ta thay đổi kết quả kinh doanh của chúng ta trong thời gian sắp tới.